Rồi, xe cũ đi, xe mới lại về phục vụ bà con cô bác anh chị mình trên cửa hàng xe máy Thái Bảo nghe quý anh chị. Bà con cô bác trên mọi miền Tổ quốc, anh chị những em nhỏ thân thương, chia sẻ cho em những chiếc xe đã mới về, là về được một ít nữa, chia sẻ đi nhiêu là về bấy nhiêu mà cũng trống nhà rồi chưa, mua không có kịp, mua ra không có được nổi mà đó, anh em phải chia sẻ cho anh chị luôn. Hello, mến chào quý vị anh chị trở lại với kênh YouTube xe máy Thái Bảo ngày hôm nay. Lời nói đầu tiên cho em xin kính chúc quý anh chị cùng các bạn trên mọi miền Tổ quốc một lời chúc sức khỏe, một lời chào thân thương và tôn trọng nhất. Và đến cửa hàng xe máy Thái Bảo như thường lệ thì cửa hàng xe máy Thái Bảo bán xe máy cũ thì thập cẩm tầm trung đã qua sử dụng những dòng xe máy cỏ cỏ, phục vụ bà con bác anh chị mình từ một vài triệu đến vài chục triệu, để cho anh chị mình có thể làm như là tự hồ, sân nước, xe ôm, Grab, anh chị văn phòng, công ty, học sinh, nó cửa hàng vân vân và vân vân đều sử dụng xe máy Thái Bảo được hết. Và đến với cửa hàng xe máy Thái Bảo như thường lệ là một kính kèm của hàng là bán hàng có tặng quà, là kiến nấu và nhớt, một chiếc xe đã mua tại cửa hàng thay tập một nhớt thay cho anh chị liền, và tặng anh chị một cái nón bảo hiểm và một lọc kiến hậu theo xe, đến chị thường lộ bình an trở về nhà một cách êm đẹp nhất. Và với cửa hàng xe máy Thái Bảo thì cũng như thường lệ đã nói với anh chị rồi, xe dưới 10 triệu lại bảo hành 6 tháng và trên 10 triệu là bảo hành 1 năm, là nói nhất thứ nhất, một lời nói không hết tiền mua nó và chính xác như ban đầu, có hỗ trợ được anh chị mình tương tác cái gì hết, mình lại tương tác cho anh chị luôn. Và đặc biệt đến cửa hàng xe máy Thái Bảo là quý vị anh chị được trao đổi xe lại trong tuần, anh chị mua một chiếc xe, ví dụ như là 10 triệu để anh chị chạy trong tuần, không thích chiếc xe đó, có một tí miếng nhỏ hay lãng bị gì sơ suất ở gia đình không thích, thì em cho anh chị coi như mượn xe trải nghiệm thử giùm em nè, đúng không? Nếu mà xe bị sự cố nhỏ thì anh chị báo cho em cái, thì em khắc phục hậu quả, em bán cho người khác là một cách tốt đẹp nhất. Anh chị quay lại đổi xe 12 triệu, anh chị phụ cho em 2 triệu, mà anh chị đổi xe 8 triệu thì em trả tiền lại cho anh chị 2 triệu. Thôi là anh chị 2 triệu, bởi vì lý do xe của em đã niêm yết giá trên biển số ở đây, em không nâng giá và không hạ giá. Ví dụ như anh chị mua chiếc xe của cửa hàng em là 12 triệu, thì anh chị lại lỗ 3 triệu, còn 7 triệu, mà chiếc xe em bán có 12 triệu, nâng lên 15 triệu, anh chị mất không 6 triệu. Tại vì đó là chị rất tiền thiệt thòi cho anh chị, nên em đã chia sẻ cái tình cảm của lòng người với nhau, thì em đã cắt cái giá niêm yết trên biển số, em không nâng giá nữa, mà anh chị đổi xe lại thì cái giá em đã niêm yết rồi, em không có giảm bớt cho anh chị. Em chia sẻ anh chị hết mình luôn. Và đặc biệt trong lúc em làm YouTube này có những lời không hay, ý không đẹp, có việc sơ suất, những lời nói mà không vừa lòng anh chị, thì mong quý vị thông cảm bỏ qua cho. Thì cái gì có sự lộn, có sự lỗi lầm thì cũng có gì, nói chung mình biết chính tả, mà đầu tiên còn sai một chữ một lỗi nữa, cũng chỉ là lời nói mình hoàn thiện được 100%, mình hoàn thiện mình làm lớn rồi, chứ không phải là những bán hàng YouTube. Và cảm ơn quý anh chị đã quan tâm theo dõi YouTube của em và được đồng hành của chị Đức trên trang mạng bán hàng anh chị đồng hành một rất nhiều, thay mặt các hàng xe máy bảo thêm một bạn lần đi ăn với quý anh chị. Và đặc biệt với cái hàng xe máy bảo như thường lệ của anh chị có trao đổi xe tại địa phương thì em vào mua xe tặng nhà anh chị, ví dụ anh chị không chỉ xe nhỏ chị không xài đi, anh cũng đổi xe tốt hơn, thì anh chị có chia sẻ cùng em chụp hình gửi qua em rồi em cắt tập đổi cho anh chị luôn. Rồi anh chị mà nếu coi YouTube của em mà không mua được xe của em thì không đổi xe của em, ở nhà có xe em đưa xe muốn bán, em sẽ tàu giá hết sức nhiệt tình chuẩn dạc cho anh chị, rồi chụp hình gửi qua em gửi xe em chuyển tiền anh chị cái này. Rồi trách nhiệm của em là mua bán hàng là phải nói là nhất và như nhất. Và để tiếp tục review xe như thường lệ thì quý vị anh chị cũng không quên với một địa chỉ quen thuộc của cửa hàng xe máy Thái Bảo. Cửa hàng xe máy Thái Bảo anh chị ơi, số nhà 60 đường Bình Chiểu, khu phố 3, phường Bình Chiểu, quận Thủ Đức, bây giờ là thành phố Thủ Đức. Và cửa hàng em là một cái địa chỉ quen thuộc và một con đường quen thuộc cho anh chị yêu mình đến với cửa hàng xe máy Thái Bảo ngày quý anh chị. Anh chị đến từ Đắk Lắk, Lâm Đồng này, Đồng Xoài, Đồng Nai, Bình Dương, anh chị về với vòng xoay An Phú, về đến ngã tư 550 về tới bệnh viện quân y quân đoàn 4 thì cách cửa hàng 1 cây số, là trên đường Bình Chiểu luôn anh chị. Ngã tư 50 thẳng ra tới bệnh viện quân y quân đoàn 4, anh chị hỏi người ta biết hết rồi. Chạy thẳng ra cửa hàng em chỉ 1 cây số, nó nằm bên mé trái. Và tiếp tục một con đường thân thuộc bên này. Để tiếp tục bên về là một con đường thân thuộc bên này, là một con đường quý anh chị ơi, anh chị đến từ miền Tây lên nè, Tây Ninh xuống, Đồng Nai lên Sài Gòn ra cũng được, anh chị về với lại chợ đầu mối nông sản Thủ Đức hoặc là ngã tư Gò Dưa trên quốc lộ 1A, cách cửa hàng em cửa hàng em là 700m, em tận tận này đó anh chị. Và để tiếp tục review xe thì cũng thưa quý anh chị rồi, nói trong cái tố chất bán hàng của cửa hàng xe máy Thái Bảo, em sẽ diễn tả chi tiết những chiếc xe nào gọi là có tài sức nặng té bẻ hay tài sức như nào, em sẽ diễn tả đàng hoàng một cách êm ái nhất, để làm gì anh chị ở xa bỏ một ngày công tới mua một chiếc xe mà để làm anh chị thất vọng, nhiều khi là nó bị tày bẻ mà em che giấu sự thật là em không làm như vậy, em sẽ tả chi tiết rõ ràng cho anh chị. Còn bên cửa hàng Thái Bảo là nó thẳng luôn, những cái gì nhỏ có ship xe trên toàn quốc cho quý anh chị nghe, ở đâu em cũng ship chia sẻ cho anh chị, cái tiền ship cùng nhau mình cùng gồng gánh và chia sẻ trong lĩnh vực mua bán. Thì cũng cảm ơn quý anh chị đã quan tâm đồng hành theo dõi cho cửa hàng xe máy Thái Bảo. Thì để tiếp tục review xe hôm nay thì em sẽ review cho anh chị mở hàng chương trình review một con xe. Đầu tiên là một con Vision màu xanh, xe khá đẹp,
xe sạch lắm nghe quý anh chị, ốc bánh này xe khá sạch và thẳng xe. Thì những chiếc xe này là cái giá cũng thông dụng, các anh chị cũng biết rồi, mâm trắng đời cao 2014 anh chị cho một mẫu nhỏ tình yêu của tôi. Chia sẻ cho anh chị những chiếc xe nào em cũng nói hết lời hết tự thật và thật lòng đến với anh chị một chiếc xe. Đây là con Vision mẫu nhỏ, biển số 60 Đồng Nai 60F1 anh chị, 15.500.000. Em giảm đúng 1.000.000 nghe, còn 14 năm, chiếc này là 14 năm. Anh chị tới cái hàng lái là 14 năm mà ship đi là 15.000.000 anh chị, em nói thật. Mà trong lúc em quay làm cái YouTube này thì thưa quý anh chị là em làm cái YouTube này em nói những cái câu mà giảm bớt kha này nọ trên cái lĩnh vực này. Thì em quay YouTube thì không có nhân viên, không có anh em trực diện đi theo em mà để tham khảo về cái giá cả và không có nhớ được như em. Thì anh em có sẽ quen đi. Mà anh chị chốt chiếc xe đó mà ví dụ như anh chị hỏi nhân viên ba cái số điện thoại em check in trên màn hình là số đầu là số của em 995 anh chị, và hai cái số sau mà anh chị nhiều khi cái số em ra ngoài rất là nhiều. Em đi bốc hàng, bốc xe, giao xe, ship xe em đi suốt ngày thì nhiều khi anh chị kết bạn Zalo em có hơi chậm trễ chút xíu mà anh chị thông cảm cho. Rồi cái mà ví dụ như anh chị kết bạn hai số sau mà hỏi mua xe, rủi như cái giá không vừa lòng anh chị thì anh chị biểu với nhân viên cho em gọi cho em. Để em báo giá chính xác, hợp lòng để khỏi mất lòng anh chị một cách tốt nhất. Đúng không anh chị? Thì cái xe máy cũ thì cũng thưa anh chị rồi, em nói rồi, làm người mà tự tâm tự ti làm gì, sống cái chia sẻ nó, chia sẻ hết cho anh chị yêu mình luôn. Với dòng xe máy cũ thì đôi khi nhiều có cái sơ suất lỗi nhỏ làm sao nó hoàn thiện 100% đúng không anh chị? Và tiếp theo em về một con Mio, đây là một con Mio nhỏ anh chị, một con Mio. Đây. Mio là Maximo, xe này là xe Maximo. Một con Maximo. Một con Mio Maximo, xe thì không mới keng, nói chung đều xe đẹp, xe vỏ bánh còn dày cui quý anh chị. Trước sau dày cui vàng long vàng xám chưa bắn dọn sơn thúc, máy móc em ru. Nói chung bảo hành anh chị 6 tháng với giá dễ thương cho một cuộc tình. Những chiếc xe này nói thiệt anh chị ở bên cửa hàng khác có thể bán 10 triệu 8 triệu nhưng em đem bán 7 triệu không bớt. 70 ca 8 tới cửa hàng giảm chị 5 xì, bảo hành chị 6 tháng nghe là còn 6 triệu rưỡi là tới cửa hàng một Mio liền lạc đến mức độ là như vậy. Thì tính theo 5 tháng chiếc xe cũ thì nó không tránh khỏi cái sự tài xuất nhỏ nhỏ như con kiến bò là phải có rồi anh chị. Em diễn tả một cách nhiều tình nhất cho anh chị mình cảm thấy xe nào yêu mến là chị chốc, chứ không phải làm cái đồ cao bán thấp, đồ thấp bán cao. Và để tiếp tục có một con Winner V1, Winner V1 màu vàng phiên bản thể thao của chị, phiên bản thể thao màu vàng vỏ bánh còn dày cui. Ở đây em diễn tả tới dây rùa mét vỏ bánh cho anh chị luôn. Một khi anh chị mua một chiếc xe tháng rẻ hơn 500.000 nhưng về cặp vỏ nó mòn, thay cặp vỏ một cái rồi, thay cặp vỏ cái rồi nó lại tốn đi mất 500-600.000, nó rất là lãng phí cho anh chị đúng không thưa anh chị? Đây một con Winner 1 màu vàng phiên bản thể thao. Đây Winner 1 đây quý anh chị, Winner V1 xe liền lạc, máy móc zin đầu nồi chưa rớt, đầu nồi chưa rớt, máy móc zin đó, vỏ bánh trước sau thì mới keng dày cui. Ở đây em bán hàng thì thưa anh chị rồi, mỗi một cửa hàng bán hàng khác nhau, các cảng có trầy nghe chị, em hỗ trợ màu vàng có trầy một chút trên các cảng nghe. Rồi còn xe rất liền sạch sẽ từ đầu đến đuôi luôn, tại vì Winner 1 thì cái mẫu mã nó đẹp hơn, cái dáng kiểu nó dễ coi hơn, thì cái giá thị trường nó có hơn. 68G153354 24 năm em giảm 1.000.000, còn 23 năm tới cái hàng là còn 23.000.000 cho một con Winner 1 quá sạch sẽ và sang trọng rồi quý anh chị, một đẳng cấp cuộc đời đó. Tiếp theo là em về một con này, là một con tại em về một con Lexico anh chị, một con Lexico khá xinh xắn, vỏ bánh trước sau mới keng, đồng hồ Rolex vận hành đầy đủ, đèn đốt sáng trưng, xi nhan đèn còi bình đề đầy đủ, máy móc em ru, đầu nồi chưa rớt, bảo hành cho anh chị xe này 1 năm luôn, không cần phải gọi là 6 tháng. Chiếc xe nào chuẩn thì em nói chị chuẩn. Lexico chị nhìn coi cặp lốc đẹp đó, máy móc lốc bọng là ok, tại anh giấy không nhớt không nhè quý anh chị, liền lạc sạch sẽ. 17 17 k 8 30 3807, 11 năm em giảm 1.000.000, 15 năm tới hay còn 10.000.000. Đam mê sở thích một con Lexico với giống dắt nghệ sĩ, nói chung là xe liền lạc sạch sẽ, bảo hành chị 1 năm thì một chiếc xe này. Và tiếp theo là em về một con này, là một con Elizabeth thắng địa FI phun xăng điện tử nghe quý anh chị, chiếc xe mới vừa lột keo ra em bao anh chị, xe mới lột keo rất liền và sạch sẽ nghe, nó không có gọi trầy thước chưa chùi, lột keo chưa chùi, nhưng xe cản kiết đầy đủ, nhưng xe cũng khá gọi là chuẩn nghe quý anh chị. Xe này khá chuẩn, này mới vừa lột keo ra, nó thẳng dễ cản lâu năm để cản có trầy rồi đó anh chị. Anh chị còn viên xe mới lột keo, biển số Bình Dương Dĩ An 80 61A4 7048, 8 triệu em không bớt, tới hàng em giảm 500, còn 7 triệu rưỡi cho một Elizabeth mua mới 37 triệu anh chị ơi. Máy móc em đô bảo hành chị 1 năm luôn, xe này cũng được, nó chia sẻ cho anh chị luôn. Và tiếp theo như thường là em nói đây tới đây mà là một con gì đây, một con Win. Một con Win như là con Win, nói chung là Trung Quốc đi mà xe rất cứng ra đời đầu anh chị, xe liền lạc sạch sẽ này đó. Máy móc là bấm nhẹ cái nổ ngó gì, bấm nhẹ cái là nổ luôn nghe. Một con Win này giá cũng hữu hiệu cho anh chị luôn nè. Vỏ bánh trước sau dày cui về chạy luôn, không sửa không sang không làm gì hết nghe. 21 E1 07556 5 triệu rưỡi.
em ship đây tới hàng em dẫn chị 500, còn có 5 triệu một con xe mà như vậy anh chị con nó liền lạc sạch sẽ. Chia sẻ cho em đi. Là tiếp theo là một con sáp anh chị ơi, một con sáp màu đỏ cũng khá đẹp, khá keng, bánh vỏ còn mới, xe liền lạc sạch sẽ. Cũng có trầy trước một vài chút nhỏ chứ không gọi là mới keng nghe quý anh chị. Nó có trầy trước thì em báo trầy trước, em bán thiệt lắm. Cái gì những điểm yếu mà chỗ nào cũng xấu quá em nhấn mạnh, em quay sát cho anh chị mình cùng coi luôn, tham khảo cùng em. Một con sáp này, đó, anh chị nhìn lóc liếc của nó trắng trừng trắng xếp. 54 Z7 9604 14 năm giảm triệu 13 năm tới hàng còn 13 triệu. Nhưng tình thương mới thương sẽ chia sẻ anh chị, nếu mà tới hàng chia sẻ cho anh chị 12 năm cũng được. Không quan trọng, một khi em bán hàng em cảm thấy có lợi nhuận chút xíu là em chia sẻ cho anh chị luôn. Thì cũng thưa anh chị, đời nó trong cuộc sống mà em bán hàng thì em cũng chia sẻ rất là nhiều đến với quý anh chị, và em cũng cảm ơn quý anh chị đã chia sẻ, anh chị bà con cô bác trên mọi miền Tổ quốc mình chia sẻ cùng em. Nhưng chiếc xe mà các em có giảm giá chia sẻ anh chị nghe một chút xíu tình thương. Nhiều khi á là em nói thì nói chung trong lúc bán hàng thì nó cũng có sơ suất này sơ suất nọ chứ không phải hoàn thiện 100% được anh chị. Mà trong cái làm hồi nhiều người em cũng nói lộn một vài câu, chứng lộn còn lộn huống chi mình bán hàng trên trang mạng của mình, đúng không anh chị? Thì nói vậy chứ làm con người thì nói chung là mình biết cái gì, biết khả năng được bao nhiêu, báo cáo anh chị cái đừng có giấu giếm nghề nghiệp và chuyên môn của mình, đừng hại người khác. Ví dụ như xe bạn gãy sườn nứt bọng gãy cổ là mình sẽ đừng có hàng làm bán người ta, rồi em sẽ bán cho lái, hoặc là em bán trước khi em bán cho lái cũng báo anh em lái là cái xe bị cái tì vậy đó, về coi mà làm thì bán cho người ta. Còn em ở đây cái vỏ mòn vỏ phù nhông sinh gì á, cái gì nó bị sơ suất một chút xíu em phải khắc phục hậu quả, cho dù em không lời đi chăng nữa nhưng em vẫn chia sẻ cho anh chị yêu mình để làm gì. Không lời nha, vẫn chia sẻ để cho anh chị biết rằng cái xe đó bị cái dài gì gì để anh chị chạy cho nó yên tâm hơn. Cũng như tâm lý như em, em mua xe em về em chạy không được em cũng buồn, cũng như anh chị mua xe chạy không được cũng buồn cho em, tại vì biết là xe cũ thì theo giá thị trường mà theo năm tháng thời gian, nhưng mà mình đã mua xe cũ thì cũng phải có hậu quả để chia sẻ cùng nhau, đúng không anh chị? Thì em nói rồi, đời em á, hại người là hại ta. Gieo gì gặt đó, trên đời gieo lúa không bao giờ ăn ra được lâu hết trơn. Mà là leo gieo cái gì ổi không lẽ không ra được cây xài, nó có ghép kiểu gì ghép cây lớn mới ghép được, còn ở đời không ghép được, đúng không anh chị? Thì chia sẻ phân tích của đời em sống, tại nói thật rồi, ai mà thằng lao động mà thằng cực khổ, thằng ăn cơm thùng rác, sống ngủ ngồi vỉa hè, cuộc đời lang bạc ở trong thành phố Hồ Chí Minh này, em là người con của miền Trung. Và đến ngày hôm nay em có một chén cơm mà được đứng đi màn hình để bán chiếc xe cho những anh chị thì em cảm thấy là em rất là vui vẻ rồi. Em cần khắc phục hơn, những cái gì mình chia sẻ được chia sẻ anh chị. Ngó lây mình chẳng bằng ai, ngó xuống chẳng ai bằng mình. Thì thôi kệ, mình cứ nghĩ là con cái mình giỏi chăm học ngoan hiền, gia đình hạnh phúc, cuộc sống nó vạn toàn, thì mình còn được cái gì nữa bằng mà người ta, những người tại sao người ta còn những còn không có đôi tay, người ta vẫn còn đi bán vé số để người ta sinh tồn được, huống chi là mình. Thì thôi kệ, chia sẻ được gì chia sẻ, giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn anh chị cứ nói, em chia sẻ cho em, nói thật lòng đó, em không có nói xạo, nó nổ nó gì hay là nó bán hàng thì nó xung câu đâu anh chị, thật lòng mà nói như vậy luôn nha quý anh chị. Và tiếp tục review xe hôm nay em về một con Future 2 đầu có rớt nhưng xe rất là liền, dàn lông dàn lá rất liền nha quý anh chị. Biển số là 29E1 Hà Nội, không bộ được đâu. 15 thì em giảm triệu, còn 14 triệu tới hay là còn 13 năm cho một con Future 2. Máy móc em râu đầu có rớt nha chị, mà xe rất liền sạch sẽ, đồ sáng đồ nha quý anh chị. Nó không bể miếng nào hết, nó cũng có trầy trước một vài đốm nhỏ vì theo năm tháng thì phải có trầy rồi, đúng không anh chị? Chia sẻ cùng em báo là chính xác, không báo tầm bậy. Vô đây đó những con xe mà còn nhiều em quay nhiều, có gì phục vụ anh chị mình hết. Hôm nay em về một con Alex, nói chung khá đẹp anh chị ơi. 6711 20372 anh nhìn chị ốc chân ốc máy của này, nó mới cỡ đây này còn mới quá. Nhưng 23 triệu em giảm chị rồi, còn 2 triệu tới hàng còn 21 năm, xe mua 20 triệu rồi anh chị. Báo cho anh chị biết luôn, xe mới 4 mấy triệu. Chất lượng của em ok, Alex xe liền sạch sẽ nghe. Đó, xe liền sạch sẽ, một chiếc xe Alex. Này chiếc xe một Future đèn LED cuối 2020 đăng ký 2021 luôn nha anh chị. 69E1 này. 50290 tại sao nó 29.500.000. Chiếc xe này là hắn mới mấy ngàn cây số, nó mới không còn chỗ mới nữa anh chị, nó mới không còn được chỗ mới nữa. Em giảm tiền triệu còn 28.500.000 tới hàng còn 28 triệu. Em sang còn em lái là 27 triệu đó anh chị. Em nói thật luôn, chiếc xe không công tắc đèn này, nó mới như chưa từng được mới anh chị đó. Bán có này có kia, cái màu xanh hốt của nó chị. Không tắc đèn. Chiếc xe không cần phải nổ máy, đúng không anh chị? Nó quá đẹp và quá thẳng đi. Mà tiếp theo là một con xe DH8843N1 2865. Chiếc xe này á là hôm trước em có báo giá cho anh chị mình rồi, đúng không? Báo giá anh chị mình là 6.8 triệu, em không bớt, em giảm 500 còn 6.3 triệu. Anh chị tới cái hàng lẻ con xe này mới vô cặp đèn xi nhan làm hết lại rồi, bình đề đèn còi xi nhan đầy đủ anh chị, về chỉ có mà chạy thôi, không có làm gì hết. Nó có liền lạc sạch sẽ, anh chị đi rừng đi rẫy làm gì cũng được luôn. Và tiếp theo là một con 82 70 51 U1 7277. Rồi xe này 11 triệu em giảm cho anh chị này, 1 triệu còn 10 triệu luôn. Không bớt em giảm chị 1 triệu tới cái hàng ship đây là 10.5. 82 này đâm còn này, phục còn đồ khá rinh, ba ga còn anh chị, lốc đồ còn hết nha. Lốc đồ còn đẹp, cốp rồi. Đầu đèn đồng hồ về trước, mặt nạ nó trong còn nhiều đồ rinh lắm anh chị, một con 82 đây.
Đó, nó có như vậy mà nó liên đô. Tiếp theo là một con này là một con cấp ngày xưa thời vua Minh Mạng còn lại đây để phục hơi đi phục liêm luôn rồi anh chị. Đó. À chị ở dưới miền Tây chị chốt con xe này rồi ở dưới Sóc Trăng. À, nhưng mà em báo là chị chốt là quên. Đó một con cấp này. Có 3 triệu đồng thôi chị. Đó, có 3 triệu đồng con cấp như vậy thì chị nó chị nó chạy nổ máy đi làm thì vi vu tình đời đúng không chị yêu. À, tiếp theo là một con gì ta? 49E1. 14954 15 triệu giảm tiền còn 14 triệu tới hàng còn 13 năm thì đầu bò như thường lệ tất cả cửa hàng khác và cửa hàng em cũng vậy. Nhưng quan trọng kiếm một chiếc xe có tố chất còn là còn ngon còn đẹp thì nó khác nhau. Chứ không có cái gì rẻ mà ngon ở Việt Nam mình phân tích với chị rồi. À cái đầu bò có thể bán 11 triệu anh chị được, nó không sức động cũng gãy gọng không hàng qua này có hàng bên kia không mòn vỏ cũng hú nồi. Nói xe em bán là em bao chạy bảo hành cho anh chị 1 năm. Đó, 13 triệu 500 tới hàng lấy giùm em qua lấy đầu bò được quá sạch sẽ và liền lạc nghe quý anh chị. À, một con đầu bò. Nói chung trong lúc em quay YouTube thì nó cũng là rất là nhiều xe thì em không quay chi tiết rõ ràng cho anh chị được, thì anh chị cứ tới cửa hàng là em sẽ chia sẻ anh chị một cách rõ ràng hơn. À, hoặc là trên Zalo hình ảnh tốt hơn. 93F1 có gì 067 em 06733 06733 là 15 thì cũng giảm 1 tiền còn 14 tiền tới hay là còn 13 năm. Máy móc là riêng cực kỳ nghe, máy chưa động cái gì, em quay rất rõ ràng, quay sát cho chị luôn, dàn lông, dàn lá liền sạch sẽ. Nhưng có điều kiện hoàn cảnh khó khăn chị mua xe này em chia sẻ thêm em về chút nữa, không sao đâu em chia sẻ hết. Như trong này thì đây em cũng báo luôn cho anh chị luôn. Một con này là cánh án 90, len 81, biển số 64F8-4843, sàn một con 86 qua nguyên con luôn, không đẹp, không chịu nổi luôn. Giá tiền là em coi nhiêu đây ta, 8 triệu rưỡi em không bớt là em bao ship chị tới cái hàng còn 8 triệu một con xe này anh chị làm bảo hành anh chị 1 năm nghe. Những chiếc xe này dùng cho những anh chị nào á hay lớn tuổi đi này, hay những anh đi làm công trình mà rủi hư giặt là em về em làm hết, làm nguyên một cục máy, làm hết từ đầu đến đuôi cho anh chị luôn. À, chứ không phải nói thật cũng nói sai đâu, có máy mở ra như bùn sao chạy. Rồi 81 một con 81 đúng 81 lúc mua thì mấy cây vàng anh chị ơi, cũng mới làm cục máy luôn. Em làm hết là để em bán cho anh chị một cách đàng hoàng nhất để anh chị chạy vận hành cho nó tốt. Tại vì dù xe cũ anh chị đi vài tháng một năm sau có trục trặc cũng không có hối hận, cho bản thân mình là người bán hàng. Biển số là 19 nha anh chị, 19K. Đó, giá là 8 triệu rưỡi em không bán tới hàng cũng được, đĩa cho 8 triệu. Rồi con này 81 3 số 1 cũng vậy luôn, em mới làm cục máy luôn, ở nhà làm 51TB03 cũng số 1. Đó, xe dọn sạch sẽ liền là từ đầu đến đuôi cũng 8.500.000 đồng cho một con thuê đúc. Hôm nay em về con Novo 4 này thì em bán xe cho chị luôn nha. Xe có trầy trước không có mới, mới thì em ru. À có trầy trước không mới thì làm thôi, giá này 4.300.000 đồng một con Novo 4 máy móc chi nha. Máy móc chi một Novo 4 4.300.000 đồng. Em bảo anh chị chính xác luôn nha. À thì nhiều khi mình dọn cái bán đó 4.300.000 đồng. Tới gà bán cho 4 triệu luôn. Đó. Biển số thành phố luôn anh chị nha. Máy móc khỏi cần nổ luôn, không nổ em ru. Nhìn chục máy là cô rang không biết nhất. À, một con Novo 4 nằm trong trên đây. Còn như thằng thề là đi rút 2017-2018 là 66G1 nè. 17980 14 triệu em giảm tiền 13 triệu tới 2012 năm. FI phun xăng điện tử, xe đã lỗ đi một nửa tiền nghe quý anh chị. Lỗ đi một nửa tiền cho hai con xe, mấy con xe đi rút này. Con kế bên cũng vậy luôn. Con này có 13 năm thôi. Giảm triệu còn 12 năm tới hàng còn 12 triệu. Máy móc em ru đầu đầu chưa rớt, riêng liền lạc sạch sẽ. À, về chạy luôn không sửa không chọc miếng nào, vỏ bánh rất sau dày cui nha. Những cái vỏ quay 10 cái vỏ như 10 cái vỏ nào người ta. Tiếp theo con si rút bên này 69D1 rồi 14 triệu em giảm triệu 13 triệu tới hàng còn 12 năm. Buồn bán chị 12 triệu cũng được, không chia sẻ mà mình làm được gì mình cứ tương tác chia sẻ của anh chị luôn. Ô bò ơi, bò nhiều quá đi, bò về nhiều nhưng mà chất lượng của bò của em là nói chung là ok. 60B1 42783 máy móc viên đầu nồi chưa đó cũng 15 triệu giảm triệu 14 triệu tới hàng còn 13 năm. Tại vì em bán xe tầm trung, xe đều xe nghe quý anh chị, chứ không bán cái thứ mà gọi là dịch vặt về nhà chạy không được, mình phải không yên lòng. Bán cái này mình làm ra mình ngủ ngon, gắt tay lên trán nghĩ sự đời cho nó vui anh chị đúng không, chứ mình bán hàng mà nó nói cho nó cụ thể chi tiết anh chị mình cùng chia sẻ với em. Rồi tiếp theo là một con lắc đầu bò màu trắng tinh như ngọc trinh, xe này hôm trước có trầy xước một vài chút, nay em có bắn dầm lại chỗ này thì nói chung là thật ra nó có đẹp đầy, nó hoàn thiện như xe mới. Đó, vỏ bánh trước sau, máy móc chuyên đầu nồi chưa rớt, xe lông lá liền, nói chung dọn thì nó có trầy miếng nào đâu anh chị, nó không trầy miếng nào. Thì em chia sẻ hết tình luôn cho anh chị mà luôn. 66L1 14508 rồi 15 triệu, em giảm chị 14 tới hàng còn 13 năm cho một lát đồ bò này. Mà con này cũng dài, con này nhẹ hơn chút,
Câu này 59D1, xe cũng liên lạc sạch sẽ, 14 năm em giảm triệu, 13 năm tới hàng còn 13 triệu đó. Xe thẳng bắt từ đầu đến đuôi, cây bom chưa rửa nước lạnh đâu, còn dính đất, tà le chưa làm gì hết luôn. À, thì em nói rồi em chưa rửa thì nói đó, chính xác cho anh chị luôn. Còn xe liên lạc sạch sẽ ngay đó, những con đồ bò của em. Còn tiếp tục thì xe giúp em có tầm RC đó, chị em có tầm 10 triệu, 11 triệu, 12 triệu, 10 triệu, đó là có đó là em có máy xe giúp rồi. À, còn tiếp theo là đơn Su Viva 60H2 2672 thì nói chung là 6 triệu rồi em không bớt, người ta cái hàm giảm cho còn 6 triệu và ship đi 6 triệu chia sẻ anh chị luôn cũng được, không sao hết. Máy móc em ru nghe, xe liền lạc, nói chung là không có mới can nhưng không có bẻ miếng nào, xe liền, máy móc em ru thì cũ theo 5 tháng thôi. Nói chung là hồi trước mua biết mấy cây vàng á, nhưng mà bây giờ nó còn lại có chỉ vàng, anh chị mua xe này chạy cho em đi. Chất lượng máy móc em bao luôn. Rồi một con 82 biển số 61 FA 2473. Vì đây 11 triệu giảm triệu, 10 triệu tới cái hai lần 9 triệu rưỡi nè. Chia sẻ anh chị 9 triệu con 82 thì cũng được, em mua con 8 triệu mấy rồi, 82 Nhật mà anh chị. À, anh chị chọn con xe này hay chọn cấp mới bây giờ từ từ mình cứ lựa thoải mái lựa cháu. 53RA 3449. Em bán cũng nhiều lắm rồi, hôm nay là đó 11 triệu em giảm còn 10 triệu luôn, con này là cứ 10 triệu con 82. Còn buồn chia sẻ anh chị 9 triệu rưỡi cũng được. Xe này huy chiến bán ra là 17 triệu này. Nhưng em mua lại có thì thị trường em bán theo giá thị trường, em không nâng cao và hạ cao anh chị á. Và tiếp theo đây là một con gì ta, con 81F8 9618 CT 18 đầu. Xe này là xe CT trốn thuế. À, dọn sạch sẽ liên lạc cho anh chị chở hàng đi công việc công trình máy hàng máy cắt, anh chị đi làm gì cũng được hết nè. Xe liền rất liền và rất liền. À, máy móc em ru giá tiền nó là 12.500.000 giảm 1 triệu. Còn 11 năm tới hàng còn 11 triệu, em mua cũng 10.100.000 rồi anh chị. Nó thật luôn, cái xe dọn sạch sẽ liền lạc cho anh chị mình về chạy luôn không làm gì hết. Còn đây CT thùng 53R3 9426. Đó, thùng tiếng liền từ đầu đuôi đó. Nó cũ không có mới. Đó, 12 triệu em giảm 500. Còn 11 năm. Anh chị coi đi. Đó, CT mua cửa hàng đi công trình làm gì cũng được hết. Còn tiếp theo này con gì ta, con thím luôn. Đời 96 giật về là lốc xám của anh chị, 82B1 này. 18796. 9.8 triệu không bớt, đã hàm giảm cho chị mấy trăm, tiền xăng, tiền nhớt, tiền đi lại. Đó. Diêm luôn, máy móc đầu nồng bình xăng còn hết nghe, liền lạc. Viên thái em bán hết là còn 2-3 con này, bữa nay còn 2 con rồi. 66P2 20294, đòi 19 triệu em dịch, giảm 500 thôi nghe, tất hàng bán 500 là còn 18.500. Một viên thái dọn rất đẹp và thật sẽ thẳng tưng, từ đầu đến đuôi, từ chân tới giò, ngay chủ ngay tên một con viên thái này đó. Chia sẻ anh chị một con viên thái này ngay chủ ngay tên cho em này đó, lộn sạch sẽ nghe. Anh chị muốn coi con nào mình mấy mẫu là các bạn Zalo của em chi tiết em cho anh chị xem tham khảo thêm. Con này có là 50P3 9575, 17 triệu giảm 2 triệu, 15 triệu luôn, nó thẳng luôn. Đó, xe liền lạc dọn sạch sẽ nghe, đều lắm anh chị ơi. Thử mua cái xác dọn không nổi đâu anh chị ơi. Nội tiền công thợ hết 3-4 ngày công, 5 ngày công mà dọn chiếc xe này anh chị tính lên đi. Lương 600 ngàn một ngày rồi dọn lên anh biết con 6 53 triệu tiền công rồi. Còn tiền đồ đó anh chị dọn sao cho nổi. À, nhưng mà người ta dọn thì người ta không xài bán, mình chia sẻ lại cho anh chị. Tiếp theo là 53X1 4844. À, 4844 rồi, xe liền nè. À, còn con nào em bán con đó, về con nào đi con nào, còn con đó, đó dọn sạch sẽ liền lạc đó, giá có 15 triệu thôi, chia sẻ anh chị 15 triệu luôn. À, ship đi thì ta ăn ship giùm em tới hàng để cho 15 triệu. Một con Superim 37V2 4320 ngay chủ photo chứng minh chủ rồi, 19.500 em không bớt, nhưng tới ơi mua vật 19.500 em bớt 1 triệu là còn 18 năm tới hay là còn 18 triệu cho một con Superim này. Superim này là 2008 của chị, liền lạc sạch sẽ ngay đi, bộ tem hai người ta thích bộ tem 2000, thích ở tem tím, dán tem tím vô thôi, còn xe lốp cũng còn khá đẹp anh chị. Đầu cổ có rớt mà rất rất đẹp, nhìn mắt thường nhìn không thấy đâu, em chia sẻ anh chị hết sức hết tình luôn cho những chiếc xe nào thân thương nhất trong cửa hàng của em có ngay đây, cũng sắp đi em quay sắp đi có gì em làm cái đó chứ không có nó tào lao biết đâu, nó sẵn vậy, đồ sạch nghe, gấp ghiếc đồ đẹp, nói chung đều đồ lắm. Chỉ có 18 triệu đồng một con sắp đi này, đời 2008. Anh chị thích đi bộ tem 2008 thì em vô bộ tem 2008 cho anh chị yêu mà luôn. Còn đây là một con 52T2 7105, 6 triệu rưỡi em không bớt, tới hạn giảm 500 còn 6 triệu. Con này là con ba xăng đốt, là bốt xăng đa này, chưa rửa nước lạnh đâu, bốt xăng đa cũng liền anh chị. À, liền nghe, bốt xăng đa liền lắm, chưa rửa chưa rái gì hết chị. Đó, anh chị đi làm được cái đầu xe thái. Ừ, đầu nồng phim thái nghe, bốt xăng đa đầu nồng phim thái báo anh chị luôn. ET đầu nồng phim thái, xe liền sạch sẽ. Ừ, rồi tiếp theo là mình ra con này, mình quay cái con này 67E1 này, 37953 27 triệu, quy trình 2019 là ký 2020, xe con gái đi học gần đây quay bán luôn, 27 triệu bớt, tất cả em giảm 500 còn 26 năm,
anh chị đam mê một quá trình này quá đẹp, màu đỏ một đô mà xe đang đẹp, thật đẹp luôn, thật tệ luôn, em nói đẹp là đẹp, nhưng mà nó nổ, nó quăng đồ đạn gì đâu, có mắt cày xe khá đẹp luôn. Rồi một con Mio mới lục keo cái dàn áo thì khỏi bàn cãi, độ đẹp nữa, máy móc em ru 59i1 13673 7,5 triệu không bớt, tới cái hàm giảm 500 còn 7 triệu. Chiếc Mio này cái máy thì khỏi bàn cãi luôn anh chị ơi, nó đẹp đẹp thiệt, mới lột keo dàn áo này quá xinh xinh như cái bồn bình luôn. Quá đẹp luôn. Tiếp theo là em về một con Alpha là 37K5 8720. Chiếc này là 12 triệu em bóc cho anh chị, 2 triệu 10 triệu em ship đi, tới cửa hàng là 9,5 triệu. Chiếc xe này là một con Alpha nhỏ. Quay Alpha nhỏ nghe. Đây, Alpha này bữa hôm trước em dán bộ tem với X chứ nghe. Bộ tem với X mà nay em lại thấy khó coi quá, em đưa là bộ tem Alpha ba lớp, anh chị nhìn cũng là rất là xinh xái và tí nhà sáng sủa. Con lấy đâu có chú coi, cầm đưa nó chơi gì vậy chị ơi. Hồi nay em về một RXX FI phun xăng điện tử 68M1 36725 20,5 triệu, em giảm 1 triệu là còn 19 năm, tới hàng là để anh chị 19 triệu một chiếc xe này. Để cửa sổ cho chú đó, để cửa sổ không, để cửa sổ không. À, không công tắc đèn nha quý anh chị, đời 2019 là ký 220, xe không có tắc đèn, nổ máy là tự sáng đèn luôn. Chiếc xe này rất là khá đẹp nha quý anh chị. Và tiếp tục em review cho anh chị một con xe Sirius 2021, cuối 2021 nó mới như cái thùng chưa từng được mới. Anh thì con ốc nó đẹp vậy nè, nó mới vậy nè, nó mới trắng luôn nha. Con xe này không có một vết lỗi, không một vết ngã, không một vết tày, thiếu một cái thùng nữa là gọi độ mới của nó. Đầu bò nó vậy coi này. Đó, nó mới không tiền khoáng hậu luôn nè, chiếc xe thì đúng là rất là mới. Thì em báo giá anh chị rõ ràng cái giá của mới là 25 triệu. Nhưng chiếc xe này bây giờ là em bán ra thị trường là 17,5 triệu không bớt, nhưng tới ngày em giảm 500 là còn 17 triệu. Nhưng mà có nhiều quyết tình thương với nhau chia sẻ anh chị còn 16 năm cũng được, 17 triệu em bao ship anh chị 16 năm tới cái hàng. Thì em cũng nói rồi, cái lúc em quay YouTube á thì thưa anh chị là không có nhân viên ở đây, không có người đứng cạnh em, thì cái giá bớt giảm nào anh chị cứ alo, mà nếu mà người ta bên nhà em bán cao hơn theo ý của anh chị mà lời em nói ra, anh chị biểu nhà em gọi cho em đi rồi em sẽ chia sẻ cho anh chị yêu nghe. Cái giá mình này mới anh chị ạ, một vật chưa tăng xây luôn, mới ăn dài này đó, quá trời mới là quá trời được mới luôn, cái nào mới là em nói mới. Allegan 50 đầu ống hơi 2020 61PA 2029 11 năm em không bớt, tới hàng em giảm 500 còn 11 triệu. Chiếc xe này bánh mâm, đầu ống hơi, xe liền lạc, mặt nạ lớn, nói chung xe khá cứng, nhưng cái xe mạnh mẽ lắm. Thì đó em chia sẻ anh chị một con Allegan này. Và tiếp theo Su Viva, thì con Su Viva này có 6 triệu 5,5 triệu em chia sẻ anh chị luôn, mà Su Viva này á tặng tới 8,5 triệu em giảm 500 còn 8 triệu. Đó, 53x4 xe bánh mâm, xe có liền lạc sạch sẽ anh chị đó, nó có sao em bán vậy luôn, liền lạc sạch sẽ, chia sẻ anh chị một con Su Viva để đi làm, không thể đi lại cái bữa mỗi chiều về nó rắc cổ quá, nó không nổi luôn anh chị ơi. Thế đây là một con này là 61N1 3690 quay RX, cái này 10 triệu này em giảm cho chị 1,5 triệu, nhưng mà tới cái hàm để chị 9 triệu luôn, ship đây là 9,5 triệu. Xe thì không có mới can, dàn lông dàn lá đều, hộp sen đồ phục bọn còn nguyên hết nghe, lốc lát cũng đều theo năm tháng luôn, chất lượng nó là như vậy đó. Chia sẻ cho em những chiếc xe này. Dạ, tiếp theo là một con 59D1 80002 quay X100, nói chung là xe liền lạc sạch sẽ, đều đồ, cái lốc đồ còn sáng tài lắm, không nứt, không té ngã, không cắn đụng, vỏ bánh còn dày cui. Chiếc xe này là có tài suất nha quý anh chị, nhưng mà nhẹ nhỏ nhỏ thôi, 59D1 10,5 triệu không bớt, người ta làm giảm cho 500 là còn 10 triệu. Một con quay X chị đi làm đã 3 năm, em mua cho anh chị 8,5 triệu, nó không còn đường lỗ nữa, hết đường lỗ rồi anh chị ơi. Và tiếp theo là một con này con gì ta, con 52Z8 1527 10 triệu quay A, em giảm quay A đầu rồng nghe, em giảm anh chị 500 là tới cửa hàng, còn ship đi là 10 triệu.
Tiền quay A này cũng liền lạc sạch sẽ lắm chị. Đó, nó thẳng cân chiếc xe. Nó liền lạc sạch sẽ thẳng xe nghe. Rồi. Tiếp theo luôn quay A này máy móc zin đầu chưa có rớt. 61N7 11 năm. Anh chị bắt 5 thì còn 11 triệu 4238. Xe này thẳng cân anh chị ạ. Đó. Quay A áo riêng ngay dần ông áo chưa sơn dặm bắn túc. Lốc đồ đẹp nghe. Đầu cổ là bít nha. Giá có 11 triệu tới cửa hàng lấy anh chị một quay A đi làm đi anh chị. Và thế là con 37X2 3139 12 triệu. Em giờ em không bớt nhưng tới cái hàm giảm chỉ 511 triệu mà thôi. 15 năm nhưng thôi cuối cùng tới cái hàm để cho 11 triệu đi. Còn chia sẻ anh chị chiếc xe ăn hụt xanh chị được. Đồ khá lắm nghe. Tem bọng không cày, không suốt, không té ngã, cặp lốc còn khá đẹp đều. Đó, anh chị coi chiếc xe này chỉ có 11 triệu. Tới cái hàng em còn có 11 triệu thôi. Bán chị luôn được 11 triệu một con xe này mua 103 rồi anh chị ơi. Vô bọng đó, nhìn nó sạch sẽ sảng khoái nghe chị đúng không? Ờ. Rồi tiếp theo là một con 95B1 29912. Đó 12 năm, em giảm 1 triệu. Còn 11 năm, tới cái hàng là còn 11 triệu mấy anh chị, một con 2 kg xe liền băng sạch sẽ nghe chị. Máy móc riêng đầu nồi chưa rớt bao anh chị, xe quá khá. Và cái giá này em đưa anh chị đâu có mà mua. À, đâu khi mới hôm em bán có con 89 triệu nhưng yếu xe đó. Còn xe thật ra thẳng như vậy, thẳng như co vậy rồi ok. Ừ. Còn con future này em bán rồi, đặt cọc rồi, future X nên em chia sẻ cho anh chị rồi. Mà không gì mà anh này không chọc thì anh kia cũng chọc nó luôn. Xong rồi future X đã ra đi nghe. Và tiếp theo là con 18 này, 18D1, 15675, 10 triệu 500 không bớt. Nhưng có thể em bớt anh chị 1 triệu luôn tới cái hàng là còn 9 triệu rưỡi nghe. Mà ship đi là 10 triệu chia sẻ, máy zin đầu nồi chưa rớt nghe. Quay ếch mặt nạ lớn phiên bản to nghe. Xe rất là êm ái nghe quý anh chị. Bao và anh chị chia sẻ cho em những xe này. Rồi để em qua bên này em làm con xe bên này. Bên này em quay clip ngắn thôi. Tại vì cái thời lượng bên này cũng mệt quá. Có nhiều cũng đuối đi suốt ngày rồi về quay clip nữa. Cũng hỗ trợ anh chị nhưng mà em cũng mệt tiệt tình luôn. Đây anh chị, đây là một con RXFA đăng ký 2021 anh chị, 2021 rồi đây. 50X1 chứng minh nhân dân chủ photo chà bá lửa luôn. 14771 21 năm em giảm anh chị. 1 triệu còn 20.5. Tới hàng là còn 20 triệu. Vỏ bánh vậy nè, dày cui chưa rửa lạnh này, ốc là ốc la da nghe. Ốc la da với titan không nghe, ốc la da titan bọc keo nguyên con. Xe như mới nghe. Không trầy suốt miếng nào. Nói chung rất là sạch sỡ và rực rỡ. 14.000 km. Đó. Rồi, tiếp theo là một con Suzuki 50. 59XP 03515. 8 triệu 500 ngàn đồng. Em không bớt là ship đi tới cửa hàng là còn 8 triệu, chiếc xe quá liền lạc sạch sẽ anh chị ơi. Vỏ bánh trước sau dày cui, nhông thanh dĩa còn dày cui luôn. Bọc keo tình trạng xe rất sạch sẽ liền lạc, Suzuki 50. Tầng 50 là có 50 hỗ trợ học sinh sinh viên, những anh chị nào không có bằng lái, chia sẻ luôn. 43F1 00802. 12 năm giảm triệu, 11 năm tới hàng còn 11 triệu, xe mua 103 rồi. Bán tặng 3 món quà. Vỏ mất xích dày cui, xe liền lạc, máy móc zin đầu nồi chưa rớt bao, anh chị chạy bảo hành anh chị luôn hẳn. Xe bảo hành anh chị luôn, 1 năm đến 5 rưỡi cũng được nữa. Một con quay A 2021 67C1. 16 thì em không bớt nghe. Nhưng tới hàng bớt chị 5 xì, anh chị biết mua rồi, biết mua xe này là bao nhiêu tiền rồi, 2021. Xe thì cũng như xe mới thiếu có thùng thôi. Đi cặp mâm gít Game Boy xịn nghe chị, cặp mâm gít Game Boy. Game Boy còn xe là như xe mới, không có chỗ nào gọi chê. Nãy được con xe này luôn anh chị ơi. Tiếp theo là một con 59Y1 46019, xe hộ khẩu chứng minh chủ xe anh chị. Chiếc này là xe Future Neo Kim, đi vàng áo RFI 2008. Giá 20 triệu giảm 2 triệu còn 18 triệu, bây giờ giảm chị 2 triệu. Còn 18 triệu. Vô đây con xe Future này anh chị ơi. Tiếp theo là con Future X cũng khá sạch sẽ luôn, 19 năm cũng giảm còn 18 triệu, 64F1 xe Vĩnh Long. Liền lạc anh chị, không mới keng, bộ cam sau có rút lại rồi. Còn xe liền lạc không mới, đều xe.
Nói chung là nó theo năm tháng, chiếc xe này theo năm tháng. Future X. Tiếp theo là một con Future mập 70L1 26039. Rồi, FE phun xăng điện tử. FE phun xăng điện tử 70L1 26039. Đó, vỏ bánh dày cui, xe ốc nháy còn sáng lắm chị ơi. Đầu nồi chưa rớt máy gì. Đó, FE xe cũng có đầy xước một vài đốm nhỏ theo năm tháng. Giá chiếc xe này là 18.500.000 giảm triệu, còn 17 năm tới hay là còn 17 triệu. Và đây là một con Hasilo 61H1 13.000.000 eo không bớt, tới hạn bắt 500 còn 12 năm. 20383. Chiếc này là máy móc riêng, nói chung là xay lôn tầm trung, giá này là tầm trung, máy móc riêng không can mà không có cũ, đều đẹp lắm, chạy về chạy luôn, không làm gì hết, đi cái đồng hồ Goso. Rồi, một con 61C1 46089. À, Hasilo 12 triệu giảm tiền 11 triệu, tới hay là còn 10,5. Thì con xe này máy móc riêng nó có đầy xước một vài chút, mới lột keo ra thì nó cũng có đầy xước một vài chút nhỏ nghe, còn máy móc không bằng cậy, nó chỉ có là giá là 10,5 thôi anh chị yêu ơi. 68E1 12 triệu em không bớt, tới hạn giảm chị 500 còn 11 năm, nó từng giá từng chất lượng nghe quý anh chị. Máy móc riêng này, vàng lông vàng lá đều không bẻ miếng nào, không cấn động, không ngập nước nghe quý anh chị. Đó, lốc này, đầu nồi chưa rớt, da cũng dễ thương không nè. Tiếp theo là một con Accenter 150 83P2 51523 25 triệu, em giảm 1 triệu, 24 triệu, tới hàng còn 23 năm. Chiếc xe này nói chung là nó cũng gọi là chuẩn chuẩn chứ không gọi là ken xà beng, nhưng xe rất là khá, vỏ bánh trước sau về cua dần lông dần lá liền, đẹp đẽ cho một cuộc tình không có da sân dặm bắn túc vậy anh chị nghe. Đó, em báo chính xác giá cho anh chị, mình chia sẻ cùng em trên trang YouTube xe máy Thái Bảo nghe quý anh chị. Như thường lệ xe ga nó còn nhiều lắm, em ở nhà có HMO này, Kimco đẹp, độc lạ đẹp này. Rồi, Click này, Click 2010 này, màu đỏ này, Elizabeth màu đỏ này, khá cũng khá xinh này. Vision màu trắng tinh nhiên ngọc tinh này. Rồi, Vision màu trắng 2019, quá bách cây này, nó mới này vậy đó. Vision của em con nào cũng đẹp, mẫu cũ cũng đẹp, mẫu mới cũng đẹp vậy đó. Rồi, con Click, đặc biệt là một con Click này, con Click anh chị này, đẹp không? Đó, con phéo màu phèo màu xanh, nó màu đen, người ta phối xanh đen cho đẹp. À, liền làng từ trước đến sau. Nơi 4X6 6400 11 năm giảm tiền 15 năm, tất hàng là còn 10 triệu anh chị. 10 triệu cho một Click đẹp như vậy nè. Đó, con Click của em. Còn Vision 66K1 35776 27 triệu em giảm 5 xị còn 26 năm, tất hàng giảm vậy còn 26 triệu luôn. Xe quá xì mít cây 2019 nghe, đi 11.000 cây số đúng anh chị. Đó, một con Vision. Còn Vision trắng này thì nói chung cũng có tài xuất một vài đốm nhỏ nhỏ. 70G1 này, 09328 15 năm em không bớt, tới hàng còn 15 triệu. Chiếc xe đẹp quá, thẳng quá. Tiếp theo là một Elizabeth FI đời cao 2014 nha quý anh chị, 37G1 61321. Đó, xe liền lạc sạch sẽ, cũng có tài xuất một vài chút nhỏ không đáng kể. Em ru, cái giá là 7 triệu rưỡi em không bớt, tới hàng bớt cái 500 là còn 7 triệu. Còn ship đây là 7 triệu rưỡi nghe. Mà con Click này 83P3 11 năm em giảm triệu còn 10,5, tất hay là còn 10 triệu. Đó, con 83P3 này. Đây, đi ra lại hoài, trong cửa hàng em còn nhiều xe ga lắp như Liberty nè anh chị. Mẫu mới, mẫu cũ có nè. Rồi, Bit 3 nè, Louvet FI, Louvet thường nè. Tất cả trong nhà còn nhiều lắm, xe ga thì cũng quá trời nhiều luôn. Anh chị chia sẻ, có cần xe ga gọi cho em làm xe số nghe. Mà thời lượng cũng đã gần hết, bạn cũng mệt quá rồi. Bên đây thời gian sẽ mệt người quá, làm không nổi anh chị ơi. Đây, 59D1 40310 này, một con Kimco này, phiên bản cực kỳ này, tích ke nghe chị, FI phun xăng điện tử, xe khá sành. Ai sành Kimco rồi, đi Kimco rồi, đi cho em đi. Đó, một con Kimco. Rồi, tiếp theo AH Model Moco đây đây, mới mệt nói không nổi nữa, mệt đuối người rồi. Cũng có đầy xước một vài chút xe riêng nha quý anh chị, mới ken xà beng,
38 thì em giảm 1 triệu, bên em giảm thêm 1 triệu thôi, còn 36 triệu thôi, 36 triệu 2014 này quý anh chị. Thôi cuối cùng thì nói chung em làm clip bên em cảm thấy mệt, người có làm không nổi nữa thì nói chung hỗ trợ anh chị em mình trong công việc mua bán hết sức hết mình, và thay mặt cái hàng xe máy Thái Bảo thì em cũng cảm ơn quý anh chị bà con cô bác trên mọi miền tổ quốc, cũng những em nhỏ thân thương và cũng như anh em bên hội từ thiện, bên anh em bên kiều bào, cũng như là bên những cha, những nhà sư, nhà thờ đã chia mua cho nhà sư, nhà sơ rồi rất là nhiều. Thì thay mặt cái hàng xe máy Thái Bảo em cũng có câu nói là vạn lần tri ân đến quý khách hàng thân mến của em. Và cuối cùng cho em Thái xin kính chúc quý anh chị cùng bà con cô bác trên mọi miền tổ quốc một buổi chiều cuối ngày bình an, hạnh phúc bên gia đình cùng người thân, dùng một bữa cơm tối thân mật. Và em xin chào và hẹn gặp lại quý vị anh chị trong clip tiếp theo trên YouTube Xe Máy Thái Bảo. Xin chào và hẹn gặp lại quý anh chị trong chương trình tiếp theo ngay quý anh chị. Bây giờ anh em cũng hết khả năng, hết cả thi, hết sức rồi. Xin chào anh chị. Mến chào quý anh chị nghe. Chia tay em trên clip này. Clip sau anh chị coi chia sẻ tiếp.